Chào mọi người, Dung mới vừa về đến nhà và bây giờ Dung chuẩn bị tẩy trang. Nhưng mà trước khi tẩy trang thì Dung muốn làm cái video clip này luôn trong lúc Dung tẩy trang để review cho mọi người cái sản phẩm tẩy trang và nước hoa hồng mà Dung rất thích dùng dạo gần đây. Dung không có phải là beauty blogger hay là cũng không có phải là làm để quảng cáo gì gì hết, cho nên Dung là Dung thấy cái nào hay thì Dung chia sẻ với mọi người thôi. Thì có thể là mấy bạn xem ở trên mấy cái beauty blogger khác thì người ta làm, đôi khi bạn không có bạn nghĩ là cái sản phẩm này có thể nó không có tốt, và nhiều khi người ta review để người ta được tiền từ cái nhà cung cấp. Nhưng mà Dung thì là Dung không có làm cho ai hết đó, cho nên là đôi khi Dung review cái sản phẩm này thì có thể làm động lực cho các bạn để các bạn mua về dùng thử. Giá thì rất rất là bình dân luôn nhưng mà rất cực kỳ tốt. Da của Dung là dạng da khô, nhưng mà từ ngày Dung dùng cái sản phẩm tẩy trang này thì Dung không có bao giờ mua thêm cái sản phẩm tẩy trang khác hay là không cần phải tìm hiểu sản phẩm tẩy trang khác. Và đó là cái bộ sản phẩm tẩy trang và nước hoa hồng dạng sữa của Nivea. Cái này là hàng mới, Dung thấy mới bán ở đây cho nên Dung mua về. Hồi trước là nước hoa hồng dạng nước nhưng mà bây giờ loại này là dạng sữa. Để Dung tôi đưa sản phẩm gần cho mọi người xem nhé. Đó, cái này là chiết xuất hoa hồng cho da trong mịn. Và hàng này Nivea này là sản xuất ở châu Âu nhé mọi người. Công thức dạng sữa ẩm mượt nhẹ nhàng làm sạch da và hỗ trợ hiệu quả quá trình cấp ẩm cho da. Chiết xuất nước hoa hồng Denmark dịu dàng nuôi dưỡng làm da trong suốt mịn màng. Lý do Dung mua cái này là Dung thấy nó phù hợp với da của mình và đúng là sau khi dùng xong thì thấy nó da nó rất là ẩm mượt và nó sáng nhưng mà nó không có phải làm trắng sáng da. Thực ra kể cả da bạn là da nâu hay là da trắng hay da thường gì thì cái khuôn mặt của mình cái da nó hơi sáng, nó lên tông một chút xíu thì nhìn cái mặt mình nó sáng sủa hơn, cho nên nó không có phải là làm trắng quá đâu, cho nên mọi người đừng có lo. Và Dung thấy là nó có tác dụng là ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa của da nữa. Và đến cái tuổi này rồi thì da Dung cũng đã hầu như là lão hóa rất là nhiều rồi, mà Dung là người rất rất là làm biếng dùng mỹ phẩm luôn. Các bạn có thấy là Dung make up Dung cũng làm rất là bình thường, rất là đơn giản, không có quá cầu kỳ, trừ khi đi tiệc hay đi đâu đó thôi, chứ make up hàng ngày thì Dung chỉ trang điểm đơn giản và chống nắng nhẹ nhàng như vậy thôi. Đó, cho nên là Dung rất thích mua những sản phẩm nào mà tiện, tại vì thường ở nước hoa hồng Dung tẩy trang xong Dung dùng nước hoa hồng thì Dung thấy nó cấp ẩm không có đủ, với lại mình nhà ở trong phòng máy lạnh nữa. Đó, cho nên da Dung rất rất là khô, mà Dung lại làm biếng dùng bôi kem dưỡng ẩm ban đêm tại vì nó cứ rít rít khó chịu thế nào á. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này là Dung rất thích luôn. Nhiều khi làm biếng thì Dung chỉ cần rửa mặt xong đắp mặt nạ rồi sau đó bôi cái sữa dưỡng ẩm này, cái nước hoa hồng dưỡng ẩm này lên thôi. Đây là sữa dạng sữa, nước hoa hồng dạng sữa. Đó thì bôi lên là đi ngủ thôi, và cái nếu siêng hơn thì bôi một tí kem dưỡng ở dưới mắt, còn nếu không thì Dung chỉ cần bôi sản phẩm này và massage nhiều hơn ở cái vùng mắt ở dưới này và vỗ nhẹ như này thì nó cũng đã đủ thẩm thấu rồi, và qua ngày mai thức dậy thì cái mặt mình nó rất là sáng và nó căng mịn hơn nếu như mình hơn những cái ngày mà mình không có dùng nó, hoặc là hồi trước Dung là biếng đi ngủ không, không có bôi gì hết á, rửa mặt xong rồi đắp mặt nạ rồi đi ngủ không thôi thì sáng dậy da rất là khô. Cho nên là nếu bạn nào ở trong phòng máy lạnh mà bạn bật điều hòa hơi nhiệt độ hơi lạnh thì các bạn nên bôi một lớp dày hơn một chút xíu, bôi nhiều hơn một chút xíu. Còn Dung thì Dung chỉ bôi một lớp mỏng thôi là cũng đã đủ cho da của Dung rồi, mặc dù da Dung rất là nhiều nếp nhăn tại vì đã tới tuổi gần U40 rồi đó. Nhưng mà từ ngày dùng sản phẩm này thì Dung thấy nó rất tiện, nhanh và cực kỳ thích luôn. Rồi cộng thêm nữa đó là cái nước tẩy trang này, nước tẩy trang Nivea không cồn này, Micellar Oxygen Boost đó. Kể cả tẩy trang cho mascara luôn, cho vùng mắt và miệng đều được luôn nha mọi người, không có gây kích ứng gì hết và rất rất là thích luôn. Công nghệ Hydrate IQ giúp tăng cường oxy và cấp ẩm cho da. Tại vì Dung là da khô cho nên là Dung rất rất ưu tiên những cái sản phẩm nào mà nó có cấp ẩm. Như vậy thì lỡ mà mình không có dùng những cái sản phẩm dưỡng ẩm á
thì vẫn ok. Và kể cả sữa rửa mặt Dung cũng mua những cái sản phẩm mà nó có dưỡng ẩm để nó không có làm khô da đó. Thì Dung chỉ thấy sản phẩm nào hay thì Dung review lại cho mọi người thôi, chứ Dung cũng không có quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào hết. Mình cũng không phải beauty blogger, cho nên là các bạn yên tâm ha. Và giá của sản phẩm thì rất là bình dân luôn, hợp với mọi người, ai cũng dùng được, chứ không phải là chỉ có những người có điều kiện, có tiền thì mới mua nhé. Mọi người ở quê hay là ở đâu, hoặc là giá cho mấy em sinh viên dùng cũng được. Sản phẩm tẩy trang thì Dung mua chỉ có 50 mấy nghìn thôi, Dung nhớ là vậy. Và nước hoa hồng thì tầm khoảng 60 mấy, 60 mấy nghìn thì phải, như lâu rồi Dung không nhớ nữa. Nhưng mà Dung thích cực kỳ mọi người ơi, thích lắm luôn. Dung là người rất là làm biếng dùng mỹ phẩm, làm biếng dưỡng da. Dung chỉ chọn những cái phương pháp gọi là tự nhiên thôi, hoặc là đắp mặt nạ giấy á, thì Dung thích. Chứ còn mà cứ ngày nào cũng phải bôi, ngày nào cũng phải chăm sóc thì không biết sao Dung làm biếng lắm. Dung tập trung vào việc ăn uống với là từ bên trong, chăm sóc từ bên trong hơn là ở bên ngoài. Dung uống nhiều nước và ăn gọi là ăn chín uống sôi á. Nhưng mà dù biết là như vậy, nhưng mà càng ngày mình càng lớn tuổi thì cái nó rất là khó để mà chỉ có tập trung ăn uống ở bên trong mà cũng cần phải chăm sóc ở bên ngoài nữa. Cho nên là Dung mới bắt đầu tìm hiểu về chăm sóc da. Mà Dung nghĩ là mọi người nên mua về dùng thử, rất là thích đó. Mọi người thấy không, sạch môi mắt gì cũng đi hết. Nhưng mà chỉ có một điều là riêng nếu các bạn nào mà dùng mascara của Maybelline á, thì có thể là nó sẽ không có cái nước hoa hồng này, không, nước tẩy trang này nó sẽ không có rửa, nó không có làm sạch. Nếu bạn dùng cái mascara của Maybelline, nên là nếu Maybelline thì bạn dùng những sản phẩm dầu tẩy trang khác mà nó chuyên tẩy trang cho mắt á. Rồi bây giờ mặt Dung đã sạch rồi thì Dung chỉ cần lấy một lượng vừa đủ, xoa đều hai lòng bàn tay, sau đó đặt vỗ nhẹ lên trên mặt như thế này. Đó, buổi tối Dung chỉ cần như thế này, ngày nào làm biếng chăm thì Dung sẽ bôi thêm kem dưỡng da, còn không thì Dung chỉ cần dùng sản phẩm nước hoa hồng này thôi. Thì cũng theo Dung là đủ rồi, mà mọi người thì không biết làm sao, nhưng mà Dung như vậy là đủ rồi. Bôi nhiều quá da Dung cảm thấy nó bí lắm, Dung không có quen. Đó, đối với Dung buổi tối chỉ cần như vậy thôi là xong. Lý do hôm nay Dung không có đắp mặt nạ là tại vì Dung đã đắp ngày hôm nay 2 lần rồi, thì đắp nhiều quá cũng Dung nghĩ cũng không có tốt, nên là tối nay Dung sẽ không có đắp mặt nạ. Với lại bây giờ cũng trễ rồi cho nên là phải lên giường đi ngủ thôi. Chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon.